Tiền đạo đội tuyển Mỹ Sophia Smith làm điều đáng xấu hổ với đội tuyển nữ Việt Nam, thầy Trung nổi da gà. Đội tuyển Mỹ, đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại World Cup 2023, là đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup nữ. Đây cũng sẽ là đối thủ lớn nhất từ trước tới nay mà đội tuyển Việt Nam chạm trán. Trước cuộc đối đầu với chúng ta, tiền đạo Sophia Smith của đội tuyển Mỹ đã bất ngờ phát ngôn mang tính chất coi thường đội tuyển nữ Việt Nam. Theo đó, trả lời phỏng vấn tờ Time, tiền đạo này cho hay: "Tôi không hề biết đội tuyển nữ Việt Nam là đội bóng nào, tôi chỉ vừa biết họ đến trong cuộc gặp gỡ thời gian qua của FIFA. Thành thật phải nói rằng chúng tôi hiếm khi chạm trán với đối thủ châu Á. Nhưng tôi biết rõ họ không phải đối thủ của đội tuyển Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng chỉ là đội lót đường nếu gặp chúng tôi. Và tất nhiên Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam chúng tôi cần ghi thật nhiều bàn thắng, khoảng 10 bàn để có hiệu số tốt." Chia sẻ của tiền đạo người Mỹ gốc Đan Mạch ngay lập tức trở thành tâm điểm của báo xứ châu Á khi tỏ thái độ cực kỳ coi thường. Tuy nhiên, về khía cạnh chuyên môn, quả thật thầy Trung cũng rất ái ngại với hàng tiền đạo của đội tuyển Mỹ. Mục tiêu ghi 10 bàn vào lưới Việt Nam không phải không có cơ sở. Họ 8 lần tham dự World Cup và được tổ chức từ những năm 1991 tới nay, đội tuyển Mỹ vô địch 4 lần, chiếm tỷ lệ 50%. Lịch sử bóng đá thế giới chưa có đội bóng nào đạt tỷ lệ vô địch khủng khiếp như vậy. Sau khi đăng quang World Cup 2019, đội tuyển Mỹ trải qua quá trình chuyển giao thế hệ. Đó là lý do tại sao đội tuyển Mỹ chỉ giành huy chương đồng Olympic 2000 và về nhì tại giải vô địch bóng đá nữ CONCACAF 2022. Sau 4 năm, quá trình trẻ hóa của đội tuyển Mỹ được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công ở World Cup 2023. Tại giải đấu trên đất New Zealand và Úc, đội tuyển Mỹ sẽ kết hợp với những cầu thủ giàu kinh nghiệm và những nhân tố trẻ. Trong số 14 cầu thủ lần đầu tiên tham dự World Cup 2023, những cầu thủ trẻ nhất cũng đã trở thành trụ cột của đội bóng. Tờ báo The New York Times nhận định, đội tuyển Mỹ tại World Cup là một tập thể thiếu kinh nghiệm nhất từng tham dự đấu trường này. Chính vì vậy, giới chuyên môn lo ngại đội tuyển Mỹ sẽ khó lòng bảo vệ chức vô địch. Đội tuyển Mỹ từng nếm trải sức mạnh của các đội bóng nữ châu Âu khi mà thua trong các trận giao hữu liên tiếp. Tuy sức mạnh của Mỹ đã giảm đi đáng kể, nhưng giới chuyên môn vẫn nhận định cao họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Các hãng cá cược xếp Mỹ ở vị trí đầu tiên trong danh sách vô địch. Tương tự, giới chuyên môn cũng đã nhận định danh sách 3 ứng cử viên hàng đầu luôn có Mỹ. Vị trí thứ hai là sự thay đổi của Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Về phía vị huấn luyện viên trưởng, ông cho rằng sự chuyển giao thế hệ không ảnh hưởng gì tới cơ hội bảo vệ chức vô địch World Cup. Chiến lược gia cũng đã khẳng định ông đang sở hữu đội hình có chiều sâu và linh hoạt để đủ đánh bại mọi khó khăn. Nhận định của ông không phải không có cơ sở khi mà Mỹ đã đạt được một trận thái tuyệt vời nhất khi mà tới World Cup. Đội tuyển Mỹ vẫn là một ngọn núi cao với bất kỳ đối thủ nào tại World Cup. Theo lịch thi đấu, Mỹ sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch bằng trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào 22 tháng 7, Hà Lan 27 tháng 7, Bồ Đào Nha 1 tháng 8. Ở bảng đấu này, Mỹ được dự đoán chắc chắn giành vé đi tiếp. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chúng ta được xem là ngân hàng điểm sau hai trận thua với tỷ số Đức và New Zealand. Đội tuyển của chúng ta cũng đã rút ra được nhiều bài học. Điều này cảnh báo chúng ta có thể thua với tỷ số lớn hơn trước khi mà bước vào World Cup. Nói như vậy không phải là bi quan mà là để chuẩn bị một trạng thái tâm lý tốt nhất. Đội bóng Đông Nam Á lần gần nhất và lần đầu tiên tham dự World Cup. Và chúng ta nhớ rằng Thái Lan cũng đã nhận thua kỷ lục 0-13 trước đội tuyển Mỹ. Trong khi tính tới World Cup 2023, có đến 13 đội bóng chỉ mới lần đầu tiên tham dự, trong đó có đội Đài Bắc Trung Hoa, vốn thường xếp trên Việt Nam tại châu Á. Theo thống kê, có tới 10 đội chưa từng thắng nổi một trận nào tại World Cup, bao gồm cả Argentina. Đội bóng chủ nhà vừa thắng chúng ta 2-0 New Zealand đã đến tham dự 5 kỳ nhưng chỉ ghi được 8 bàn và có 3 trận hòa chưa có chiến thắng. Còn Nigeria, đội bóng mạnh nhất châu Phi góp mặt 8 kỳ nhưng đến nay thua đến 19 trong tổng số là 24 trận. Bóng đá nữ có sự chênh lệch về trình độ tương đối lớn về đối thủ, đặc thù về văn hóa nữa. Ví dụ bóng đá nam của châu Phi rất mạnh thì bóng đá nữ thì chưa lần nào vượt qua được các vòng đấu vòng bảng. Ngược lại, ở châu Á, Nhật Bản từng vô địch và Trung Quốc từng đến chung kết. Thế nên cần chuẩn bị tâm lý để xem đội tuyển Việt Nam đã ở World Cup nữ. Chúng ta không những rơi vào bảng đấu khó, chúng ta phải gặp Mỹ, Hà Lan. Không khó để hiểu là đội tuyển Việt Nam sẽ đá phòng thủ, phản công, nhưng phòng thủ ra sao mà không thủng lưới quá nhiều để dẫn tới vỡ trận. Chưa kể lịch thi đấu cũng đẩy chúng ta đối đầu với những đội bóng mạnh nhất thế giới. Ngay trong trận đầu tiên cũng sẽ phải toan tính làm sao đừng để thua quá đậm để có thể đủ tinh thần để chiến đấu với những trận tiếp theo.
World Cup là một sân chơi lớn không chỉ với bóng đá Việt Nam mà còn với nhiều nền bóng đá nữa. Chúng ta vẫn có mục tiêu riêng cho mình, nói như ông Mai Đức Chung, chỉ cần ghi một bàn thắng, chúng tôi sẽ tạo ra lịch sử. Mục tiêu này của đội tuyển Việt Nam có vẻ như khả quan khi mà đối thủ được chúng ta đánh giá là ngang tầm là Bồ Đào Nha. Theo đó, World Cup 2023 cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Bồ Đào Nha được tham dự sân chơi này. Cụ thể, chỉ có 19 trên 23 cầu thủ Bồ Đào Nha đến World Cup là tập luyện bình thường cùng toàn đội, trong khi đó tiền đạo Kika phải tập luyện giọng ăn riêng. Trung vệ Lasvia, tiền vệ Fitima vẫn chưa bình phục chấn thương. Ngoài ra, đội trưởng của họ cũng đang vắng mặt. Tuy nhiên, nguyên nhân thì vẫn chưa được tiết lộ. Để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, vị huấn luyện viên trưởng đã đưa hai cầu thủ trẻ là Ali Kisa và Maria sang New Zealand. Theo quy định của FIFA thì các đội tuyển được phép thay đổi cầu thủ trong 24 giờ trước trận đấu. Nhưng cả hai cái tên dự phòng thì thật sự đang chưa có dấu ấn nhiều. Việc Bồ Đào Nha tổn thất lực lượng cũng sẽ là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam kiếm điểm. Theo lựa chọn của các trang tin điện tử lớn nhất, không phải những ngôi sao tấn công nổi tiếng như Huỳnh Như Thanh Nhã mà là tiền đạo Hải Yến mới là cầu thủ Việt Nam lọt vào top 50 cầu thủ đáng xem nhất. Tờ Quát đánh giá, dù không ghi bàn tại chung kết Asian Cup 2022 nhưng tiền đạo Hải Yến đã làm rất tốt vai trò của mình. Hải Yến ra sân trong cả 6 trận và giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan tại Bắc Trung Hoa một cách thuyết phục để giành vé đi tiếp. Tiền đạo 28 tuổi này là mối đe dọa thật sự đối với hàng phòng ngự của Mỹ và Bồ Đào Nha. Ở đội tuyển Việt Nam hiện tại, Hải Yến là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất. Tiền đạo 28 tuổi đã có 70 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, ghi được 42 bàn. Số lần ra sân cho đội tuyển Việt Nam chỉ ít hơn Tuyết Dung, Huỳnh Như, Trương Thị Kiều. Ở vòng chung kết World Cup nữ 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với những đối thủ cao to, thể hình lớn, cho nên Hải Yến khả năng cao được ông Mai Đức Chung sử dụng nhiều. Bởi tiền đạo này có tốc độ cũng như là khả năng tỉ đè tốt, giúp phản công tốt. Xin nhắc lại, theo lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam, chúng ta sẽ gặp đương kim vô địch Mỹ ở trong trận ra quân vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 7, tiếp đó gặp Bồ Đào Nha vào lúc 14 giờ 30 ngày 27 tháng 7 và ở trận đấu cuối cùng vòng bảng 14 giờ ngày 1 tháng 8 sẽ gặp đội tuyển Hà Lan.